Cô chào các con. Hôm trước các con đã được học hai bài thơ hiện đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hôm nay, trong buổi học trực tuyến này, cô sẽ giới thiệu với các con thêm một bài thơ hiện đại nữa. Cô hy vọng các con sẽ nghiêm túc học bài và ghi chép bài đầy đủ nhé. Các con thân mến, quê hương hai tiếng thiêng liêng và da diết. Quê hương là nơi nuôi ta lớn lên, là nơi cất giữ bao kỷ niệm ấu thơ. Quê hương là hình ảnh lũy tre làng, cánh cò trên đồng lúa chín và cả âm thanh của tiếng gà cục tác cục ta. Từ âm thanh của tiếng gà trưa, ta nhẹ nhàng đi vào thơ Xuân Quỳnh và trở thành mạch cảm xúc. Toàn bộ bài thơ Tiếng Gà Trưa. Hôm nay, chúng ta sẽ đi tìm hiểu bài thơ này để cảm nhận nhiều hơn về tâm hồn của một chiến sĩ cách mạng, một tình yêu quê hương đất nước trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Các con ghi cho cô tiết 50-51 Tiếng Gà Trưa. Trước khi bước vào bài học, chúng ta cần có mục tiêu cần đạt như sau. Thứ nhất, cảm nhận được vẻ đẹp trong sáng, đằm thắm của những kỷ niệm về tuổi thơ và tình cảm bà cháu trong bài thơ. Thứ hai, thấy được nghệ thuật, biểu cảm, cảm xúc qua những chi tiết tự nhiên, bình dị của bài thơ. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ nhất, đó là đọc tìm hiểu chú thích. Các con hãy mở sách giáo khoa trang 148, 149 và 150. Đầu tiên cô hướng dẫn các con đọc bài thơ này. Toàn bài thơ các con nên đọc chậm, thể hiện sự hồi tưởng với tình cảm tha thiết. Đoạn đầu xuống giọng và đọc chậm hơn khi đọc đến câu cục, cục tác, cục ta và câu nghe gọi về tuổi thơ. Đoạn cuối các câu vì lòng yêu tổ quốc, vì xóm làng thân thuộc, các con nên đọc giọng khỏe khoắn. Ba câu sau nên xuống giọng tha thiết, thể hiện niềm yêu quý đối với bà và kỷ niệm sâu sắc của tuổi thơ. Sau đây các con nghe cô đọc một đoạn nhé. Tiếng gà trưa. Trên đường hành quân xa, dừng chân bên xóm nhỏ, tiếng gà ai nhảy ổ, cục cục tác cục ta. Nghe sao động nắng trưa, nghe bàn chân đỡ mỏi, nghe gọi về tuổi thơ. Sau khi nghe cô đọc xong đoạn thứ nhất, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về tác giả của bài thơ này. Các con hãy nhìn kỹ bức chân dung của nhà thơ Xuân Quỳnh. Tác giả Xuân Quỳnh sinh năm 1942 và mất năm 1988, quê ở làng La Khê, ven thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây, nay thuộc Hà Nội, là nhà thơ nữ xuất sắc trong nền thơ hiện đại Việt Nam. Thơ Xuân Quỳnh thường viết về những tình cảm gần gũi, bình dị trong đời sống, gia đình và cuộc sống thường ngày, biểu lộ những rung cảm và khát vọng của một trái tim phụ nữ chân thành, tha thiết và đằm thắm. Nhà thơ Xuân Quỳnh có nhiều tác phẩm nổi tiếng như Tơ Tằm, Chồi Biếc, Hoa Dọc Chiến Hào, Gió Lào Cát Trắng, Lời Ru Trên Mặt Đất. Các tác phẩm viết cho thiếu nhi như Bầu Trời Trong Quả Trứng, Mùa Xuân Trên Cánh Đồng, vân vân. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sang phần tác phẩm. Bài thơ Tiếng Gà Trưa được tác giả viết trong thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, in trong tập thơ Hoa Dọc Chiến Hào năm 1968. Bài thơ này, nhà thơ Xuân Quỳnh khai thác những cảm xúc gần gũi bình dị, những kỷ niệm của chính mình để từ đó góp vào tình cảm chung của thời đại. Xuân Quỳnh mất mẹ từ bé, lúc còn rất nhỏ và người cha thường vắng nhà đi làm ăn xa, nên hai chị em Xuân Quỳnh sống với bà suốt cả thời thơ ấu. Bài thơ Tiếng Gà Trưa chính là những kỷ niệm đẹp về tình bà cháu. Về thể thơ của bài thơ này, bài thơ được viết theo thể thơ 5 chữ, còn phương thức biểu đạt chính đó là biểu cảm, xen lẫn với tự sự và miêu tả các con nhé. Bây giờ chúng ta bước sang phần thứ hai trong bài học, đó là đọc tìm hiểu văn bản. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm bố cục của bài thơ. Bài thơ này chúng ta có thể chia bố cục thành 3 phần các con nhé. Phần 1, khổ thơ thứ nhất. Nội dung khổ thơ này là tiếng gà trưa khơi dậy những cảm xúc làng quê. Phần 2 là từ khổ thơ thứ 2, thứ 3, thứ 4 và 5, 6. Nội dung là tiếng gà trưa đánh thức những kỷ niệm tuổi thơ. Và phần 3 là hai khổ thơ còn lại.
Đó là những suy tư gợi lên từ tiếng gà trưa. Sau khi đã tìm được bố cục của bài thơ, chúng ta sẽ phân tích bài thơ này. Trước khi phân tích, chúng ta tìm hiểu về nhan đề bài thơ này nhé. Có thể nói, đây là một nhan đề rất ấn tượng và gây chú ý. Thật ra âm thanh của tiếng gà rất quen thuộc trong thơ mới. Hầu hết các nhà thơ đều lấy âm thanh của tiếng gà gáy, ò ò o vào buổi sáng sớm để đưa vào trong thơ của mình. Còn Xuân Quỳnh, bà đưa tiếng gà trưa nhảy ổ, cục tác cục ta giữa trưa hè đầy nắng. Đây chính là tiếng gà của tuổi thơ, gắn bó với tác giả. Tiếng gà gợi sự thanh bình mà người chiến sĩ luôn khao khát. Và với tất cả lý do đó, tiếng gà trưa trở thành tên gọi của bài thơ và cũng là tín hiệu nghệ thuật vừa điểm nhịp vừa giữ nhịp cho dòng cảm xúc của toàn bộ bài thơ. Bây giờ, chúng ta bước vào tìm hiểu khổ thơ đầu tiên trong bài thơ này. Các con nghe cô đọc lại một lần nữa khổ thơ đầu tiên. Trên đường hành quân xa, dừng chân bên xóm nhỏ, tiếng gà ai nhảy ổ, cục cục tác cục ta. Nghe sao động nắng trưa, nghe bàn chân đỡ mỏi, nghe gọi về tuổi thơ. Nội dung chính của khổ thơ này đó là tiếng gà trưa thức dậy những tình cảm của làng quê. Các con hãy cho cô biết cảm xúc của tác giả được khơi gợi từ sự việc gì? À, cảm xúc của tác giả được khơi gợi từ âm thanh của tiếng gà nhảy ổ, đó là cục cục tác cục ta. Vậy thì tác giả nghe thấy âm thanh trong hoàn cảnh nào các con? À, trong hoàn cảnh khi đang dừng chân ở một xóm nhỏ giữa chặng đường hành quân, từ việc nghe âm thanh nhảy ổ của con gà, tác giả cảm thấy sao động, cảm thấy bàn chân đã đỡ mỏi và thấy cả tuổi thơ ùa về. Vậy, các con có nhận xét gì về nghệ thuật của câu thơ cục cục tác cục ta không? Và câu thơ nghe sao động nắng trưa, nghe bàn chân đỡ mỏi, nghe gọi về tuổi thơ. Đầu tiên, ta thấy tác giả sử dụng lập âm và dấu chấm lửng để khơi nguồn cảm xúc. Còn sau đó, tác giả dùng nghệ thuật ẩn dụ chuyển đổi cảm giác, lấy thính giác thay cho thị giác, và điệp từ nghe được nhắc lại 3 lần, nhấn mạnh bao cảm xúc trong tâm hồn từ tiếng gà trưa. Từ đó, ta thấy người chiến sĩ rất nặng tình với quê hương. Điệp từ nghe tạo cho mạch cảm xúc có chiều sâu. Đầu tiên là sự thay đổi của ngoại cảnh, nghe sao động nắng trưa. Sau đó là sự xâm lấn vào cảm giác, nghe bàn chân đỡ mỏi. Và cuối cùng là sự thấm sâu trong tâm hồn, nghe gọi về tuổi thơ. Và những kỷ niệm ấy ùa về, sống động vô cùng. Các con thân mến, từ âm thanh của tiếng gà trưa, bao kỷ niệm tuổi ấu thơ ùa về, và chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần thứ hai nhé. Nội dung chính của phần thứ hai đó là tiếng gà trưa đánh thức những kỷ niệm tuổi thơ. Các con hãy cho cô biết câu thơ tiếng gà trưa được lặp lại mấy lần trong bài thơ này? À, được lặp lại 4 lần. Việc lặp lại như vậy có tác dụng gì không các con? À, có tác dụng đó là kết nối các đoạn thơ và điểm nhịp cho mạch cảm xúc của từng đoạn thơ. Bây giờ các con nghe cô đọc 6 câu thơ đầu tiên. Tiếng gà trưa, ổ rơm hồng những trứng, này con gà mái mơ, khắp mình hoa đốm trắng, này con gà mái vàng, long ống như màu nắng. 6 câu thơ, sóng đôi từng cặp, cứ một câu kể, xen một câu tả, như thể một đường nét kỷ niệm đã định hình ấn tượng. Ở khổ thơ thứ hai, từ này được nhắc lại 2 lần, có tác dụng gì không? À, từ này có tác dụng liệt kê, đặc biệt là đảo ngữ, hoa đốm trắng khắp mình. Việc pha sắc màu vàng, trắng, hồng và màu nắng đã tạo ra một bức tranh về ký ức, nhiều màu sắc hài hòa, tươi sáng, bình dị của làng quê Việt Nam. Lần thứ hai, câu thơ tiếng gà trưa lại được nhắc lại một lần nữa trong cái đoạn thơ sau, các con nghe nhé. Tiếng gà trưa, có tiếng bà vẫn mắng, gà đẻ mà mày nhìn, rồi sau này lang mặt, cháu về lấy gương soi, lòng dại thơ lo lắng.
tiếng gà trưa gợi về một chi tiết rất chân thực và đời thường, gắn với một kỷ niệm khó quên. Người cháu có bị bà mắng yêu khi tò mò nhìn gà đẻ trứng. Tác giả đã kể lại một kỷ niệm thật ngộ nghĩnh, đáng yêu làm sao. Thật cảm động trước tình cảm bà cháu. Lời mắng đó cũng là muôn vàn cử chỉ yêu thương mà thôi. Lời mắng yêu chân thật, giản dị, như lời bảo ban nhắc nhở, ân cần mà sâu sắc. Ở khổ thơ tiếp, cụm từ tiếng gà trưa lại được nhắc lại. Tiếng gà trưa, tay bà khung soi trứng, dành từng quả chắc chiêu cho con gà mái ấp. Ở khổ thơ này, ta thấy tác giả sử dụng động từ khung, dành. Tác giả đặc tả động tác soi trứng rất cẩn trọng. Và từ lấy chắc chiêu hiện lên hình ảnh người bà tần tảo, chịu thương, chịu khó. Trong hoàn cảnh nghèo, đã dành hết tình yêu thương cho con, cho cháu của mình. Không những thế, ở khổ thơ tiếp theo, ta lại thấy được sự vất vả của bà. Cứ hàng năm, khi gió mùa đông tới, bà lo đàn gà toi, mong trời đừng sương muối, để cuối năm bán gà, cháu được quần áo mới. Ôi, cái quần chéo go, ống rộng dài quét đất, cái áo cánh trúc bâu, đi nghe qua sột soạt. Với điệp ngữ hàng năm gợi đến nhắc nhở những tháng ngày gian khó, động từ lo, mong và nhịp thơ rất chậm lại đặc tả sự quan tâm rất tỉ mỉ của bà. Đồng thời, thể hiện sự yêu thương thầm lặng mà bà dành cho cháu. Các con biết không, đọc đến đây, ta thấy xúc động vô cùng vì người bà trong bài thơ. Bà luôn nhân hậu, tình yêu thương của bà thầm lặng, giản dị dành cho cháu. Hình ảnh của bà sẽ theo người chiến sĩ đi đến mọi nẻo đường hành quân và cả chiến trường cam go nguy hiểm nhất. Bốn câu thơ ở trong phần thứ hai được bắt đầu từ tiếng reo rất ngộ nghĩnh. Ôi, đây là từ biểu cảm xúc. Từ biểu cảm trực tiếp và biểu lộ cảm xúc, đặt bên cạnh những từ sương muối, chéo go, trúc bâu, có tác dụng tái hiện rõ mồn một những sinh hoạt gian khó của một thời. Điều đó giúp người đọc cảm nhận rõ niềm vui của người cháu và hiểu rõ hơn những tình cảm thầm lặng mà bà dành cho cháu của mình. Qua đây, chắc các con cũng cảm nhận được tình bà cháu trong bài thơ này là một tình cảm nồng hậu, ấm áp vô cùng. Bây giờ, chúng ta sẽ bước sang phần tiếp theo của bài thơ hôm nay. Đó là những suy tư gợi lên từ tiếng gà trưa. Các con biết không, lần thứ tư, âm thanh của tiếng gà trưa được điệp lại ở hai khổ thơ cuối của bài thơ. Tiếng gà trưa mang bao nhiêu hạnh phúc, đêm cháu về nằm mơ, giấc ngủ hồng sắc trứng. Cháu chiến đấu hôm nay vì lòng yêu tổ quốc, vì xóm làng thân thuộc, bà ơi cũng vì bà, vì tiếng gà cục tác, ổ trứng hồng tuổi thơ. Tiếng gà còn vang mãi trong tâm trí của người chiến sĩ, ngay cả trong giấc mơ, gợi cho chúng ta suy nghĩ nhiều điều. Các con có biết giấc ngủ hồng sắc trứng là gì không? À, trong giấc mơ của những trẻ thơ thì những ổ trứng hồng hiện lên thật đẹp. Nó mang đến bình yên, ấm no, hạnh phúc trọn vẹn cho hai bà cháu. Chính tình cảm ấy đã biến tiếng gà trưa thành ước mơ ngay cả trong giấc ngủ của người cháu. Cháu chiến đấu hôm nay vì lòng yêu tổ quốc, vì xóm làng thân thuộc, bà ơi cũng vì bà, vì tiếng gà cục tác, ổ trứng hồng tuổi thơ. Ở đây ta thấy điệp từ vì được sử dụng rất thành công, khẳng định ý chí chiến đấu của người chiến sĩ vì tình yêu tổ quốc, vì tình yêu thiêng liêng cao cả, mà trong đó có tình cảm sâu sắc của người cháu dành cho bà của mình. Giọng thơ vẫn nhẹ nhàng, nhưng mỗi lần điệp từ vì lặp lại, cảm xúc lại sâu thêm để tìm về với cội nguồn thiêng liêng. Những yếu tố tạo nên động lực cho người cháu qua dòng thơ mỗi lúc một thu hẹp lại. Đầu tiên là tổ quốc, sau đó là xóm làng, người bà, tiếng gà, ổ trứng, đã nói lên một điều,
tình cảm gia đình đã làm sâu sắc thêm tình yêu quê hương đất nước, hay nói cách khác, tình yêu đất nước bắt nguồn từ những tình yêu gần gũi, bé nhỏ, giản dị nhất. Sự thống nhất giữa tình yêu này tạo nên một sức mạnh cho người lính quyết tâm ra trận đánh giặc để bảo vệ Tổ quốc. Các con thân mến, bây giờ chúng ta sẽ tổng kết lại nội dung và nghệ thuật của bài thơ. Về nghệ thuật, thể thơ 5 tiếng kết hợp biểu cảm, từ sự, miêu tả, điệp ngữ, đảo ngữ, so sánh, tính từ, động từ. Còn trình tự của bài thơ này là từ hiện tại, tác giả lại nhớ về quá khứ, rồi từ quá khứ lại quay trở lại hiện tại. Còn về nội dung của bài thơ, tiếng gà trưa đã gọi về những kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ và tình bà cháu. Tình cảm gia đình đã làm sâu sắc thêm tình yêu quê hương đất nước. Đây cũng chính là phần thứ 3 trong bài học hôm nay, phần ghi nhớ. Các con nhớ học thuộc phần ghi nhớ ở sách giáo khoa trang 151. Và để nắm vững bài học hôm nay thì chúng ta bước sang phần luyện tập củng cố kiến thức. Về phần luyện tập, các con hãy viết cho cô một đoạn văn 6 đến 8 câu trình bày cảm nghĩ của con về tình bà cháu trong bài thơ Tiếng gà trưa. Lưu ý cho cô là khi các con viết đoạn văn thì phải có 3 phần, đó là câu mở đoạn, phần thân đoạn và câu kết đoạn. Cố gắng nói lên những cảm xúc của con khi đọc bài thơ này. Về nhà các con nhớ học thuộc lòng cho cô bài thơ Tiếng gà trưa. Các con thân mến, bài học hôm nay cũng đã khép lại. Cô cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe và ghi bài đầy đủ nhé. Hẹn gặp lại các con vào tiết học hôm sau. Cô chào các con.